Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết lần đầu kể về 3 lần tự tử bất thành vì tổn thương. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, tên tuổi của một làng cải lương Việt Nam thừa nhận, bà từng 3 lần tìm đến cái chết vì những lý do rất lãng xẹt. Tuy nhiên, cả 3 lần bà đều cứu sống và sau đó bà đã từ bỏ quyết định. Nhờ đọc được một cuốn sách về Phật Pháp, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết sinh năm 1945 tại Châu Đốc, An Giang. Từ nhỏ, bà đã sớm bộc lộ năng khiếu ca, ngâm và thường được chọn biểu diễn trong các chương trình ca nhạc của trường. Bà từng rất thần tượng của nghệ sĩ cải lương Thanh Nga và được chính nghệ sĩ Thanh Nga khích lệ theo nghề. Với giọng hát đặc biệt và tài năng thiên bẩm, bà được giới trong nghề lẫn khán giả mệnh danh là cải lương Chi Bảo. Bà cũng là tiến sĩ nghệ thuật học đầu tiên của ngành cải lương Việt Nam. Mới đây, khi tham gia buổi trò chuyện cùng với các Phật tử tại chùa Giác Ngộ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tâm sự rằng bà mất mẹ vì tai nạn giao thông khi bà mới tròn 8 tuổi. Cô bé 8 tuổi thời đó đã không tin và chấp nhận sự thật đau lòng rằng người mẹ hiền đã vĩnh viễn rời xa hai chị em mình, và trong đầu bà luôn dây dứt một suy nghĩ: mẹ đã mất, vậy mình còn sống để làm gì? Câu hỏi đó đi theo bà cho đến ngày khôn lớn. Trước năm 16 tuổi, bà được gia đình gửi vào học trường sơ. Bà từng có ý định ở lại luôn và không về nhà nữa, nhưng sau khi bị gia đình bắt về, đến năm 16 tuổi, bà bén duyên với nghệ thuật cải lương và được giao đóng đào chính ngay từ những năm đầu bước vào nghề. Ở tuổi 18, bà đang có xe riêng, nhà riêng và tiền gửi ngân hàng. 20 tuổi, bà bước vào đỉnh cao của danh vọng ngay ở thời kỳ đó. Câu hỏi sống để làm gì vẫn cứ lẩn vẩn trong tâm trí của bà, và đó cũng là nguồn cơn suy nghĩ nữ nghệ sĩ tìm đến cái chết đầu tiên. Tuy nhiên, lần này bà đã được cứu. Lần thứ hai, trong một lần đi diễn về khuya, khi đang đi trên đường, bà chứng kiến cảnh một cô gái lang chơi bị khách quỵt tiền, cướp ví và sau đó bị đánh cho đến chết. Cảnh tượng đó khiến bà dằn vặt nương tâm. Về nhà, bà lại tìm cách để tự kết liễu cuộc đời. May mắn là thời điểm đó, có một cô bạn từ dưới Cần Thơ lên mượn áo dài đi đám cưới, phát hiện bà đang nằm trên vũng máu, liền đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu. Lần thứ ba, sau khi diễn xong một vở diễn, bà được khán giả chạy lên sân khấu ôm hôn, tặng quà và chụp hình rất thân thiết. Sự hạnh phúc tột độ khiến bà nghĩ tới cái chết. Bà cho rằng bây giờ chết còn được người hâm mộ yêu thương và tiếc nuối, mai này già cả xấu xí yếu đuối, lỡ có chết chưa chắc đã được người hâm mộ yêu thương như bây giờ, và thế là bà lại tìm đến cái chết, những câu cuối cùng là vẫn được sống. Qua 3 lần tìm đến cái chết với những lý do lãng xẹt, bây giờ khi thấy những người nổi tiếng và tài hoa tìm đến cái chết, tôi không lấy đó làm ngạc nhiên, bởi vì mỗi con người sinh ra, ai cũng có cục bừa máu trong người để tìm cách tự giải quyết. Cục bừa máu đó chính là việc vượt qua những tổn thương của thời thua bé, những áp lực của đời sống và những khổ ải của kiếp người trần gian, và đó cũng là lý do tại sao tôi luôn thích được trò chuyện với những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị khuyết tật về thể xác, còn khiến người đời nhìn thấy mà giúp đỡ, còn hơn những đứa trẻ bị tổn thương tinh thần, không ai nhìn thấy mà giúp cả. Những sự tổn thương về tinh thần đó còn đáng sợ hơn là khuyết tật về thể xác, bởi nó cứ ám ảnh đeo đặng mãi trong tâm trí con người ta, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nhấn mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.